lên bao nhiêu? Giờ nó buồn xe nè. Đỏ ha, các bạn nhấp, bạn bấm nút dưới về trạng thái đỏ, bạn vừa nhấp lên rồi bạn bấm nút trên liền thì nó sẽ nhấp nháy. Rồi bây giờ các bạn bấm lại cái nút này đó, nó nhấp nháy rồi ha. Rồi các bạn trở lại nút xanh, thì bây giờ bấm là nút xanh, các bạn thấy nó nhấp nháy ha. Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về tính năng lỗi, cách khắc phục và tính năng ở chìa khóa thông minh, hay còn gọi là chìa khóa smart key của xe AB 2020. Và cái đó là mình sẽ test thử xe AB 2020 150 với xe SH 125i nha các bạn. Nào các bạn cùng xem nha. Trên cái chìa khóa smart key của AB 2020 á, nó ở phía mấy trên nó là tìm xe, phía mấy dưới á là mở khóa xe. Thì các bạn để ý ở đây nó có đèn đỏ, nếu mà mình tìm xe mà mình bấm cái nút ở trên đó, nó màu đỏ thì là tìm xe, nó chỉ nháy đèn thôi. Còn mình đè cái nút này nó lâu á, để nó từ cái đèn đỏ mà nó sang đèn xanh á, thì mình bóp á nó sẽ kêu tít tít và nó nháy đèn. Còn ở dưới này á là mở khóa xe, thì nếu mà mình mở khóa thì đèn nó nhấp nháy. Ở đây đèn nó nhấp nháy là một chuyện nha các bạn. Rồi đèn nó cháy xanh không, nó cháy màu xanh không nhấp nháy là một chuyện nữa. Bây giờ trước mắt là mình giới thiệu cho các bạn là khi mà mình mở khóa đèn xanh nó nhấp nháy nha. Rồi khi mà mình đè lâu á thì nó sẽ tắt, nó màu đỏ nó nhấp nháy là nó tắt. Bây giờ mình sẽ lại chiếc xe mình giới thiệu cho các bạn tiếp cái cách này sử dụng này ha. Đây mình giới thiệu cho các bạn đây, nếu mà mình bấm cái này nó màu đỏ nhấp nháy thì mình mở khóa xe không được ha. Chìa khóa của mình là cứng ha. Bây giờ mình mới đè cái nút này, nút mở khóa xe cho nó chuyển sang màu xanh. Bây giờ mình nhấn á, chuông nó kêu tít tít là cái đèn này nó cháy. Thì mình ở đây nó có chữ cái ổ khóa này, số 0 và số 1 nè. Nếu mà mình để ở số 0 hoặc là mình bẻ qua mé bên này mình đưa về là nó khóa xe. Còn mà mình bật qua chữ Y á là nó mở cốp xe. Đây mình nhấn tắt máy rồi đó, mình nhấn cái nút là nó bật cốp xe lên. Còn mình nhấn ở trên này á, thì nó sẽ bật cái nút bình xăng ở dưới này nha các bạn. Đời xe 2020 là như thế đây đó. Một cái vấn đề nữa là bây giờ mình tắt máy nè. Rồi cái nút ở trên là cái nút tìm xe, thì nếu mà mình bấm nó màu xanh á, thì mình bấm cái là nó kêu cái tít rồi nó sẽ nháy đèn xi nhan ha. Rồi như cái trường hợp này bây giờ các bạn không muốn cho nó kêu, như không muốn ồn ào, thì các bạn tìm xe bằng cách là các bạn bấm cái nút này đặng cho nó nhấp nháy, bằng cách mình đè cái nút này đặng nó chuyển qua màu đỏ. Thì khi đó mình bấm đèn nó chỉ nháy đèn thôi, là mình bấm nó chỉ nháy đèn xi nhan và ở trên mặt nạ bàn thờ nó chỉ nháy đèn hai bên. Rồi trong khi đó là ở đây nó sẽ sáng lên khu vực này, thì mình biết mình đến mình tìm chiếc xe. Đó là cái tính năng của cái nút ở phía trên. Rồi bây giờ mình quay lại tính năng nút ở dưới phía dưới. Có một trường hợp là như vậy, mình đây là một cái lỗi mà không ít người đã từng gặp,
là các bạn lỡ các bạn bấm nhầm cái nút dưới và cái nút trên liên tục, thì mình giới thiệu cho các bạn đây. Các bạn lỡ các bạn bấm cái nút ở phía dưới và nút phía trên liên tục thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là bây giờ các bạn bấm cái nút dưới nó chỉ nháy đèn thôi, rồi bắt bạn bấm nút trên nó nháy đèn là chuyện bình thường rồi. Bây giờ nút dưới nó nháy đèn đỏ, bây giờ mình muốn mở chìa khóa xe thì mình bấm cái nút dưới cho nó màu xanh lên, nó cháy là màu xanh, thì bắt đầu bạn lại mở xe thì xe chỉ nghe một cái tiếng cạch thôi, chứ nó không có nghe có tiếng beep, nó không kêu. Rồi khi mà các bạn đi ra khỏi xe một chút xíu, xe nó tự khóa lại thì nó cũng im ru, nó không có tiếng kêu. Thì có thể là làm cho mình nhiều khi mình không biết xe mình có khóa hay là không khóa, các bạn không có làm được. Thì khi đó các bạn nhìn ở trên cái remote của mình đó là nó, mình bấm nó chỉ cháy đèn xanh lên thôi chứ nó không có nhấp nháy. Đó, mình bấm cái nút ở dưới là nó chỉ nháy đèn xanh thôi. Thì cái trường hợp này thì các bạn khắc phục bằng cách là để cái ổ khóa của mình nó nằm giữa ngay chỗ chữ O là số 0 ha. Mình để nó nằm chính giữa, rồi các bạn bấm nhanh, thật là nhanh cái nút dưới và cái nút trên. Các bạn bấm về trạng thái đỏ ha, các bạn nhấp, bạn bấm nút dưới về trạng thái đỏ, bạn vừa nhấp lên rồi bạn bấm nút trên liền thì nó sẽ nhấp nháy. Rồi bây giờ các bạn bấm lại cái nút này, đó, nó nhấp nháy rồi ha. Rồi các bạn trở lại nút xanh, thì bây giờ bấm là nút xanh các bạn thấy nó nhấp nháy ha. Thì lúc đó mình mở cái xe lại, đó, các bạn nghe tiếng kêu trở lại rồi đó. Đó, khi đó mà mình đi ra khỏi xe thì chiếc xe nó sẽ kêu tít lên. Đó là cái trường hợp là khắc phục là xe, cái chìa khóa của mình nó đã tắt cái tính năng chuông, chuông báo. Rồi cái đó là, đó là như xe mình nó đã khóa lại, nó sẽ tự kêu vậy á. Còn mình xin giới thiệu cho các bạn một cái tính năng đặc biệt ở chiếc xe AB2020 này á, là một cái tính năng đặc biệt, nó là nó chỉ có ở cái dòng xe AB2020 này thôi nha các bạn. Còn xe, dòng xe mà AB2019 là nó không có, là cái tính năng là đi xa 2m sẽ tự tắt máy. Bây giờ mình khởi động cái máy xe của mình lên rồi ha. Bây giờ mình mở chìa khóa xe, mình bật chìa khóa lên là nó đã lên rồi ha, lên AB2020 rồi, lên là đèn nó cháy rồi nha các bạn. Đây, mình sẽ khởi động xe cho các bạn coi nha. Trước hết là mình sẽ đá trống xe, rồi mình đề máy. Đây các bạn nghe máy chạy ha. Đó, máy chạy đàng hoàng ha. Đây chìa khóa mình cầm trên tay đây cho các bạn xem. Đây. Rồi. Mình sẽ tắt máy bằng cách là đá chân trống. Rồi, xe tắt máy rồi. Mình đi xa 2m, đèn nó vẫn còn cháy nha các bạn. Mình đi xa 2m, mình để chìa khóa lên đây. Rồi, để cái chìa khóa lên đó rồi mình quay đổi lại. Ở ngoài lộ hơi ồn nha các bạn. Bắt đầu. Nè, mình đã chống xe lên xong rồi mình khởi động lại nè. Đó, chìa khóa nó nhấp nháy nha các bạn. Đấy, là cái tính năng đặc biệt này là khóa xe khi mà mình đi xa 2m á. Rồi bây giờ mình lại mình lấy cái chìa khóa, mình vẫn cầm cái chìa khóa lên đây nha các bạn. Đây, chìa khóa mình máng đây nha các bạn. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình khởi động máy xe nè. Đó các bạn nghe không, xe chạy ha. Đó, đó là tính năng đặc biệt của cái chiếc xe AB2020 đó các bạn. Rồi nhưng mà trường hợp này thì hỏi là mình khi mà mình cho nó nổ máy rồi mình kéo xa 2m thử như thế nào nha các bạn. Đây máy đang chạy nè. Mình xách, tiếp tục xách chìa khóa đi xa 2m. Mình đi xa 2m thì chiếc xe nó vẫn còn nổ nha các bạn, đèn vẫn cháy nữa nha. Chiếc xe vẫn còn nổ đấy.
đó, nổ. Rồi mình đá chống xe xuống, mình kéo chống xe đảo lại, mình đề máy. Đây mình đề máy, đèn nhấp nháy đó, nó đã khóa chiếc xe rồi các bạn. Đó là tính năng đặc biệt trên xe AB2020 đấy các bạn. Tính năng này theo mình biết á, thì nó có ở chiếc Vario 150 và cái chiếc Vision 2019 đó các bạn. Còn chiếc AB2019 thì không có. Nếu các bạn nào mà có xe thì hãy thử chức năng này thôi như thế nào. Tính năng cách xa 2m tự tắt máy. Bây giờ chiếc xe của mình đang mở khóa nha các bạn, màu xanh nè. Rồi mình nhấn nút mình khởi động máy nè. Đây mình bật chìa khóa xe lên chạy nè, thấy không? Đây khi mà mình chạy xe rồi mình bật, mình tắt cái chìa khóa xe, mình bật qua cái chế cái nút O này ha. Mình ở đây thì không vấn đề gì phải không? Rồi bắt đầu mình đi xa 2m nè, mình lại chiếc xe kia cách chẳng 2m nè, thấy không? Các bạn nghe, cách khoảng 2m là cái chìa khóa nó tự tít ha, dẫu cái chìa khóa của mình vẫn còn mở nha các bạn, vẫn còn màu xanh nha các bạn. Đó, đó. Mình bỏ nó nằm ở đây nè, mình đi lại ngay đây, mình khởi động máy lên nè, mình nhấn nút nè, không có gì hề hấn gì các bạn, là chìa khóa mình cũng không có dặn gì được luôn ha. Đó đó, đó là nó tự khóa xe với cái remote cách xa 2m đó các bạn. Rồi mình tiếp tục lại cầm cái chìa khóa nè, mình đem lại đây, mình để mình máng lại gần đây ha, mình máng lên đây đi. Đây rồi mình mở khóa xe nè. Đây đây vẫn mở được các bạn, nó kêu rồi đó. Đó mình mở được bình thường á. Đó là một tính năng đặc biệt nữa của chiếc xe AB2020 đấy các bạn. Và rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem cái tốc độ của chiếc xe AB2020 150 với lại chiếc SH125i, xem tốc độ của chiếc nào hơn chiếc nào nha các bạn. Nào các bạn cùng xem mình test thử nha. Rồi đầu tiên mình test thử cái con này đi. Con này là SH chạy được 1680 km rồi. Rồi chạy đi Dũng, chạy thử đi, vịn chặt nha, gài nha, canh ra vịn xe canh này tao ớt rồi, chịu nha. Rồi né vô đi. Ừ nó đâu có giật lên đâu mà sợ. Nó gài chuẩn luôn tốc độ đó, nó không bao giờ lên nữa. Đây là chiếc SH125i á. Rồi mày qua cái chiếc Alac này coi. Gài chân lại nha, để cho nó giọt. Đây là chiếc Alac 150 đời 2020 rồi, lên coi. Kiểu nghe nó tuột ngược lại á, ngay nó ngộ lại nó đi ngược lại. Rồi hết tay của chiếc
lắc 150 là nó chỉ có 117 thôi các bạn. Lên nữa nó cũng vẫn không lên, nó ga nó cũng vẫn còn nhưng mà tốc độ nó không lên. Vừa rồi là mình đã thử cho các bạn xem một con SH125i và con AB2020 150. Với cái tốc độ của con 125i của SH nó nhỉnh hơn con AB 150 là 10 km. Có bạn nào thử tốc độ của con AB 2020 cao hơn 117 km hay không thì bạn hãy để lại cho mình một comment nha các bạn. Vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn về tính năng của chìa khóa thông minh Smart Key của xe AB 2020. Và mình test thử cái tốc độ của xe. Các bạn xem thấy hay hãy cho mình một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ để mình có động lực làm ra những video tiếp theo nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại nha.